Đây là khuôn miếng gờ hoa văn và đầu hổ mà mình là tự tạo mẫu và làm khuôn. Thì đây là khuôn silicon, khuôn là mình làm khuôn phẳng không có miếng cứng ở bên sau. Nhìn vậy thôi nhưng mà khuôn là rất là chắc chắn. Thì do không có miếng cứng nên mình có thể tạo một cái miếng cứng cho khuôn như là một cái thanh, một cái miếng chầu cắt ra nhằm tạo mục đích là những ai ai có ai cũng có thể mà chỉnh được đồ cống cho khuôn là theo cái kích thước chầu của mình, đồ cống của chầu của mình. Thì những ai mà có chầu rồi á thì bỏ cái mình đặt một miếng ni lông lên trên bề mặt chầu xong rồi dùng hồ tốt úp lên đợi khô thì sẽ có được cái miếng này. Ở đây mình đúc khuôn bằng khuôn composite chứ không quay chầu nên không có cái thân chầu nên mình làm khuôn phẳng để cho các bạn tùy nhiều sự ứng biến hơn. Và sau khi tạo về thì mình đặt vào thì từ khuôn phẳng nó sẽ ra cong thôi, cong bốn phía. Đổ thì mình quét trước một lớp hồ dầu, này dạng sệt sệt, quét tầm độ dài khoảng 3 đến 4 ly, cố gắng quét kỹ để cho nó vào các cái phần chi tiết hoa văn không bị bỏ sót thì lúc đổ khuôn ra cái sản phẩm nó đẹp hơn. Và tiếp sau khi mình quét kỹ thì rắc một lớp hồ bột để mà hạp cho cái phần lớp bên trong nó mau khô, rồi tiếp tục lấp đầy khuôn bằng hồ 11. Rắc bột về là nhằm tạo mục đích là cái lớp hồ dầu bên trong nó khô để lúc lấp đầy khuôn nó không bị chảy xuống. Bây giờ đến cho hồ 11 vào lập đầy khuôn. Cái lớp hồ mà cái lớp hồ khô để dùng hạt cái lớp hồ dâu lúc này, lớp đầu tiên ạ. Lớp thứ hai ạ thì mình bỏ vừa thôi, nếu bỏ nhiều quá là nó sẽ nứt cái lớp hồ dầu bên trong. Mình đổ từ lúc chiều đến giờ là tối thì nó ráo mặt thì mình ra mình vẽ lại đằng sau cho nó đẹp. Để qua sáng hôm sau thì có thể tháo khuôn. Đây là qua sáng hôm sau là chắc được 12 tiếng, 12 giờ đồng hồ thì mình có thể đem ra tháo khuôn. Lúc này thì nó chưa đạt độ cứng hoàn 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 toàn nên là cẩn thận. Thì đây là từ cái lúc khuôn phẳng mà mình có thể chế lại đồ cống cho nó. Thì đây, lúc là phẳng, giờ nó thành cống. Thì các bạn thấy vậy thì có thể là biết là mình có thể tùy chỉnh được đồ cống theo kích thước mình muốn. Ở đây mà mình giờ đây khuôn tháo rất là dễ,
chi tiết sắc đẹp. Đảo khuôn này lúc để phẳng ra thì kích thước nó là 38-16 và dài khoảng 2 cm. Ở dưới là có cái đầu hổ thì mình sẽ gắn vào cái vòng tròn này. Sau cái này thì mình sẽ đăng cái video cách đổ đầu hổ thì nó cũng tương tự như vậy. Chi tiết rất là sắc. Mẫu này là do mình tự tạo ra nên không đụng hàng với cơ sở tạo khuôn nào ạ. Nó cong được 4 phía. Mình có thể tạo độ cong riêng cho mình. Mình cũng quét qua một lớp hồ dầu. Đây là hồ dầu mình có pha bột màu nên nó có màu màu đen như vậy. Thì các bạn là cố gắng quẹt kỹ cái này, đổ cái đầu hổ này chú ý phân hai cái mũi tai và hai cái lằn ranh của hổ nó vẫn, nên các bạn dùng cái cây nhỏ chọc kỹ vào để không bị thiếu chi tiết. Tiếp theo thì ta rắc bột khô để cho cái lớp hồ dầu này nó khô, lúc mình lấp đầy băng hồ một một thì nó không bị chảy xe xuống. Nó rắc vừa thôi, để nếu mà rắc nhiều quá cái lớp hồ dầu trong nó sẽ bị nứt. Tiếp theo thì làm đầy băng hồ một một. Cái này cũng đổ một lần với cái cơ hoa văn kia và cũng là buổi sáng để buổi sáng mình tháo.
Thì giờ là mình tháo cái miếng hoa văn, à miếng đầu hổ. Cái khuôn mới nên nó cũng hơi khó cài chịu. Các bạn đổ một thời gian thì nó sẽ dễ tháo hơn. Đây thì lúc tháo thì cố gắng tạo ra đi cái viên xung quanh trước. Đây lúc này mình tháo ra thành công đẹp, nhưng mà không may lỡ cái tay đụng vào cái phần phần miệng mỏng do mình khoét cái lỗ bên sau nên là lúc này sợi cái tay bẻ mình ngoại nên nó bị gãy, thì không sao, mình có thể dùng hồ dâu để gặn lại. Gãy nhưng mà các bạn lúc mà gặn lại thì có thể thêm vào những, có thể sửa lại các chi tiết bị gãy đó thì nó cũng dễ thôi và rất là khó thấy. Những ai mà muốn đặt khuôn hay là tạo mẫu riêng thì có thể liên hệ với số điện thoại trên góc phải màn hình có Zalo đó, thì mình có thể gửi mẫu cho các bạn tham khảo. Thì đây là mình sửa lại thêm các cái chi tiết lúc này nó bị gãy. Giờ đây là trẻ trang. Ở đây mình cũng có thêm một cái khuôn nữa là cái khuôn giống như cái miếng ưa hoa văn này giống như vậy, và ở giữa cái vòng tròn là có hình đầu rồng sẵn rồi. Thì nếu cần thiết thì các bạn có thể lấy riêng cái khuôn đầu hổ này đổ riêng và gắn lên cái khuôn có hình đầu rồng ở giữa. Thì mua thì với một một khuôn và một hình hình hổ này thì có thể đổ được 2 mẫu cho cái gờ hoa văn hình hình rồng và hình đồ hổ. Một 1,5 khuôn đổ được 2 mẫu. Thì cái này của các bạn cố gắng trát kỹ kỹ chịu cả chờ nó nứt. Trát xong thì dùng dùng cỏ ướt quẹt lại. Sắp tới đây là mình ra cái mẫu mẫu hoa văn sông Long.
nhiều bạn là yêu cầu mẫu nhưng mà mình làm không kịp, thì những ai muốn làm mẫu riêng thì có thể liên hệ số Zalo của mình ở góc phải màn hình. Năm nay là chuẩn bị đón Tết Năm Hổ nên làm một cái đầu hổ cho các bạn có thể dán vào chậu để mà bán Tết. Bên mình thì chưa làm chậu quay, chỉ mới đổ những chậu khuôn composite. Sắp tới đây thì mình sẽ làm quay chậu và tạo ra khuôn và tư vấn kỹ hơn. Thì đây, đó đây là sản phẩm trước mình gắn lại. Thì những ai có thể áp dụng để gắn vào chậu thì liên hệ mua khuôn của mình. Các chi tiết là mình tạo ra rất là sắc nét. Thì dùng cỏ gạch để mà quẹt phủi sạch làm mình lại. Xong sơn lên xong là mình dùng sơn để mà sơn dạ đồng. Đây là lúc sơn rạo rồi, thì đó lúc này mình nói là 1,5 khuôn mà được 2 mẫu, tất nhiên là một khuôn gơ hoa văn hình hổ, hình rồng, và một cái khuôn đầu hổ thì có thể làm được hai cái miếng này. Nên là có thể mua 1,5 mà được 2. Đây là sơn cách mà mình sơn sơn giả đồng. Thường thường thì mình dùng cỏ, nhưng nay thử dùng xốp xem nó chi tiết thế nào. Thì lúc sơn ra nó vẫn đẹp bóng. Nhưng mà có một phần là có điều là những cái phần mà phần nó hơi phần nó chìm trong là rất là khó để mà chạm đến, dùng cò nó sẽ tiền hết. Nhưng mà các phần nổi thì mình dùng cái một xốp này thì nó đẹp hơn. Cái nào nó cũng có ưu điểm nhược điểm, tùy vào cách mình sử dụng để mà sử dụng cái dụng cụ sơn cho nó phù hợp. Làm là một chuyện nhưng mà lúc sơn lên đẹp hay không lại là một chuyện khác. Đó, lúc mình sơn lên thì những phần chim và phần phần nổi nó hiện ra rất là rõ ràng, tạo cho cái khuôn có độ mờ. Phần hoa văn có độ bóng, phần tạo ra được cái bóng độ mà che. Ai muốn tư vấn sơn đông thì mình có thể tư vấn cho. Sơn đông thì dễ thôi.
Cái này nếu có thể sơn màu bạc thì nó vẫn đẹp. Để cái sau mình không sơn màu đồng nữa mà sơn màu bạc. Đây là hình đầu rồng. Hình đầu rồng này thì dễ sơn hơn rất nhiều do nó bằng phẳng, nó bằng. Nó sơn lên chi tiết nổi lên rất là đẹp. Cái phần viên hình tròn này mình làm rất là chi tiết, chữ T ngược T xuôi. Một khuôn nhưng mà có hai được 1,5 khuôn nhưng mà có thể làm được hai mẫu. Hai mẫu và gắn vào hai tàu lông hổ. Cặp tàu lông hổ. Lông trên hổ đấu. Khách khách mua tàu về đặt hai bên hai hai quả tàu lông hổ. Thì sau khi mà mình sơn sơn đông như vậy thì phủ một lớp keo bóng cho nó vừa bảo vệ sơn vừa vừa bề mặt nó bóng nhìn rất là ly đẹp. Ở đây các bạn sơn là sơn giả đông như vậy thì sau một thời gian nó sẽ bị đen lại. Nhưng mà mình có một cách sơn giả đông càng về sau thì nó càng sáng. Cái này thì cái này thì trong lúc đi làm mình là làm trên tường hoa văn thì kinh nghiệm phát hiện ra và tạo ra và suy nghĩ ra một cách là sơn giả đông càng về lâu thì nó càng sáng nhưng mà cũng hơi mất công hơn loại này một xíu. Đây là sau khi mình đã phủ bóng xong và quay lại để khô và quay lại thì nhìn bề mặt đã bóng và lì lì mặt. Còn đây là cái tàu mình tự làm, tự tạo mẫu và tự ra khuôn. Đây hình hổ rất là lì mặt, răng nanh chắc nét, chi tiết rõ ràng. Đây là hình rồng, hình hoa văn hình rồng. Thì những ai mà muốn mua khuôn hay là liên hệ mình để mà tạo mẫu thì có thể liên hệ số điện thoại ở góc phải màn hình. Đây sau khi làm xong thì có thể đổ xong thì đặt cái miệng miệng khuôn ra một mặt phẳng thì khuôn nó vẫn trở về dạng phẳng. Và để mà bảo vệ khuôn thì mình nên bỏ ra cái mặt phẳng như vậy. Để mà bỏ vô ghê một thời gian dài thì sẽ dễ hư khuôn lắm. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình.